Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là Hưng giới thiệu cho mọi người một chiếc xe rất là đẹp, sản xuất 2019, Mazda 3 bản facelift, là bản phanh tay điện tử đấy. Thì con này đi được 2 vạn 3. Và hôm nay là Hưng sẽ làm video giới thiệu sơ về chiếc này cùng với cái giá bán của chiếc xe. Đấy, thì trong video này Hưng nói luôn cái giá bán và có thể nói là giá cuối cùng để đẩy chiếc xe này đi, đó chính là 615 triệu nha. Đấy, đây là giá cuối cùng. Rồi, xin chào mọi người. Thì đây chính là con Mazda 3 mà Hưng nói, đó là con Mazda 3 2019 và xe mới đi được 2 vạn 3. Xe này một chủ từ đầu và biển tư nhân. Thì cái xe này là người ta đang lên đời nên là cần bán lại. Đấy, và cái giá bán Hưng cũng đã nói trong cái video, trong cái đoạn video phía trước rồi. Đấy. Xe được trang bị đầy đủ phanh tay điện tử, cửa sổ trời, ghế chỉnh điện, dán phim cách nhiệt. Người ta đi rất kỹ và cam kết không đâm đụng, không ngậm nước. Đấy. Biển số rất là đẹp luôn, 42348. Con này được trang bị đèn LED, đèn gầm bi, đèn LED này, đấy. Rồi đèn ban ngày, vít tản nhiệt, đặc trưng của Mazda, rất là đẹp nha. Máy móc gầm bệ là nguyên si và không có vấn đề gì hết, được chưa? Mâm biết tất cả mọi thứ là mâm xe là không bị trầy. Đấy, nước sơn ring, nút mở cửa ngồi xe, nói chung là đầy đủ hết. Đây. Mâm xe thì con này là mâm của nó là mâm 16 inch. Đấy, mâm nguyên si ring, mâm lốp theo xe luôn và mâm lốp sơ cua còn rất là mới. Đấy. Nút mở cửa. Đây, nút mở cửa thì chúng ta có cái nút bấm ở đây. Sẽ mở ra. Đây, nội thất xe đây, có cái chỉnh điện. Cái chỉnh điện con này là 6 hướng rồi. Cái chỉnh điện 6 hướng nha. Đây, vô lăng thì đầy đủ tất cả mọi chức năng. Con này là không phải bàn nữa vì nó rất là đẹp. Đó, có cruise control rồi phanh điện tử, tự động giữ auto hold. Đấy, màn hình riêng Mazda, mọi thứ rất là ok. Con này là bọc trần ni lông và sàn là nguyên riêng, ghế thì nguyên riêng luôn, rất là đẹp nha. Hưng sẽ không quay nhiều bằng phần bên trong bởi vì nó khá là đẹp rồi, được chưa? Đấy. Rất là đẹp. Đây, hàng ghế thứ hai của xe rất là mới luôn. Đấy. Ghế da của hàng ghế thứ hai thì còn rất là mới và rất là ít vết nhăn nha. Thế nhưng mà chúng ta cũng không cần phải chỉnh sửa hay là cần phải gọi là tăng trang là gì hết, mua về đi thôi. Đấy, bởi vì đi rất là ít, đi chỉ có 2 vạn 2, 2 vạn 3. Đấy, rất là đẹp nha. Đấy, phần tapi cửa, một thứ rất là chuẩn chỉ luôn. Đấy, xe cam kết không đâm đụng, không ngậm nước. Đây. Con này thì có camera lùi nha. Xe rất là đẹp nha các bạn. Mâm phía sau thì không bị trầy này, tất cả các mâm á là đều không có bất kỳ một vết trầy xước nào hết. Đấy. Đăng kiểm là còn tới tháng 6 năm 2021 nha. Xe rất là đẹp. Bên phụ này thì ghế của nó là không chỉnh điện các bạn nha. Con này là có cái nẹp bước chân và các bạn thấy cái phần nhựa, phần ni lông này nó chưa được gỡ ra luôn. Đó là mua về chưa gỡ phần ni lông luôn. Đây, nó có cái phần nẹp mạ chrome, Mazda 3. Đây. Cửa sổ trời có cái phần nút đẩy ra. Đây, phần lại đẩy ra rất là đẹp. Rất là ok. Nội thất rất là đẹp, nội thất của Mazda rất là đẹp. Con xe này đi cực kỳ sướng luôn nha. Hệ thống loa rất là đẹp, rất là ngon luôn. Đấy. Con này hệ thống 8 loa, rất là đẹp, rất là hay, nghe rất là hay luôn. Đấy. Ok, nếu như mà
anh chị nào đang có cái nhu cầu quan tâm về cái chiếc xe này á, thì có thể alo trực tiếp cho Hưng. Đấy, thì Hưng cũng báo cái giá bán là giá bán mà gọi là không thương lượng ở trên cái video rồi. Đấy, chiếc xe rất là đẹp, có thể nói là gần như là xe nước. Đấy, thì đang có nhu cầu quan tâm con này thì có thể alo cho Hưng nha. Rồi, rất là vui khi mọi người đã ủng hộ và xem video của Hưng đến ngày hôm nay. Đấy, rất là mong mọi người đăng ký kênh cũng như ủng hộ và like và chia sẻ video. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.